Minh Thành mời trong ca Chích đoạn mùa thu trên Bạch Mã Sơn. Cảm ơn chị em và các bạn rất nhiều. Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hôn lễ, nàng đang gục đầu trong vòng tay áo yếm của hùng quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bốn mắt đắm chìm trong mộng mị thần tiên. Còn ta đây sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Hỡ lon cô nương ơi, cháu em là giá luôn lần đầu tiên, đôi nhã ly đan tình là mong dân thương mang, đang xúc động âm thầm rồi em đi lấy chồng, ta ngắm ngồi trông theo áo bay ta pháo rơi đò trên đường đi. Kìa Lon cô nương, sao cô nương có mặt ở nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội? Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng. Không, trên này giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thân cao, được dấu kinh vừa tâm linh hai người trong cuộc vậy thì Lon cô nương chớ vội nói ra, chỉ làm đau đớn xót xa người quý yêu bà kẻ Lon. Trên này dưới cái niềm riêng nằm tận đáy linh hồn, và chính coi như một chuyện tình thiên cầu ăn hẹn mơ hồ trong khói xưa, cho Lon cô nương được giữa tròn bốn phận, và cho tôi được sống bằng mong thương, để rồi khi dấn thân vào trong các buổi sương mờ, tôi vẫn gửi lại sau lưng từng niềm mơ. Tại sao lại không cử hành hôn lễ? Tại sao Lon cô nương lại không hủy hoại hôn lễ của mình? Thank you.
cô nương. Tôi biết cô nương sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn, vui câu vô bộ cùng các hùng công quân công tử. Công tử hãy thương yêu và bảo vệ buồn cảm luôn. Lời nghe ngào, tôi không có gì chúc mừng hôn nhân. Ngoài mối tình thâm gọi hết lại nơi đây, trong giờ phút chia tay, từ hôm nay và mãi đến trọn đời. Là chiếc áo
xin đắp cho du quỳnh. Đường về bên ấy xa xôi, còn chung kỷ niệm của hôm nay. Chính đã là lòng thương á tự, trước mắt tôi sao mờ mịt. Con cô đơn ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau rồi. Chứ đừng gì thương tiếc như một người mà làm tan vỡ.